Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 35 trong phần Kanji N2. Bài 35 này có thể nói là bài cuối cùng trong phần Kanji N2. Sau đấy chúng ta sẽ có một vài bài khác, thế nhưng mà những bài đấy là những bài bổ trợ nhé, những cái bài gọi là tham khảo thêm, là những bài Kanji N1. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài số 35 này, các chữ Hán từ 545 đến 560. Chúng ta có 545 là chữ liệt, có nghĩa là thua kém, 546 là chữ giảo, có nghĩa là vắt, 547 là chữ đạo trong từ đạo tặc, có nghĩa là cướp, 548 là chữ hình trong từ hình sự, tử hình, 549 là chữ phạt trong từ xử phạt, 550 là chữ kỳ có nghĩa là cầu nguyện, 551 là xâm trong xâm lược, 552 là tài trong từ gì nhỉ, trong từ tài phán đúng không, phán xét, trọng tài, 553 là chữ phấn trong từ hưng phấn, phấn khởi, 554 là chữ chữ vệ trong từ vệ tinh, vệ sinh, 555 là chữ hộ trong từ bảo hộ đấy, 556 là chữ trật trong từ trật tự, 557 là chữ tự trong từ trật tự, 558 là chữ đội trong từ quân đội, 559 là chữ minh trong từ đồng minh, 560 là chữ quần trong từ quần chúng nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết những cái chữ này. Đầu tiên các bạn có chữ liệt. Chữ liệt ghép bởi phần trên là chữ thiểu đúng không? Chữ thiểu hoặc là thiếu này, dưới là chữ lực. Đấy. Vậy thì chúng ta có thể nhớ theo cách là gì ạ? Thiếu lực chứng tỏ bị liệt đúng không? Rõ ràng khi mà bị liệt thì sẽ thiếu lực đúng không nhỉ? Thiếu lực chứng tỏ bị liệt. Âm cương của chữ này là ô thô, ví dụ trong từ ô thô dự có nghĩa là thua kém về mặt gì đó. Âm ôn đọc là đê dự. Ví dụ trong từ hi đê dự na là ti liệt có nghĩa là hèn hạ này. Đê dự ác là liệt ác là thấp kém. Đê tô cần là liệt đẳng cảm có nghĩa là cảm giác thấp kém. Dư đê dự là ưu liệt là ưu khuyết điểm. Về phần thông tin bổ sung chúng ta có một số kanji có cùng âm Hán Việt nhưng nghĩa khác nhau. Ngoài chữ liệt này thì chúng ta còn có một số chữ khác cùng âm Hán Việt là liệt như sau. Và những cái chữ này thì nó gần như nó giống nhau, nó còn cùng chung cái phần gì đó, chỉ có cái riêng cái chữ này nó khác thôi nhá. Ví dụ, chữ liệt này là chữ mà chúng ta được học ở trong N3 rồi, có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là hàng lối đúng không? Có nghĩa là hàng này. Ví dụ nhá. Các bạn được học một số từ ví dụ như là Gyoretsu đúng không? Gyoretsu là hàng lối. Đây đổi lại cái phông cho nó dễ nhìn. Gyoretsu này. Hay là gì nhỉ? Hay là đề tô, chữ liệt và chữ đảo, quần đảo. Tiếp theo chúng ta có chữ liệt này. Chữ liệt này là ghép bởi trên là cái chữ liệt hàng này và dưới là chữ y. Trong từ y phục thì liệt này là rách, xa kê đự, đúng nhỉ? Đấy, xa kê đự có nghĩa là bị rách này. Xa cự là rách. Hay là trong từ gì nhỉ? Trong từ quyết liệt chẳng hạn. Ketsuretsu. Tiếp theo chữ liệt dưới cùng ấy mà cho bộ hỏa dưới cái chữ liệt này thì là chữ liệt trong từ mãnh liệt. Moretsu. Và gì nhỉ? Netsuretsu. Nhiệt liệt. Những cái chữ này thì chúng ta tham khảo ở phần học sắp tới nhé. Ở trong phần Kanji N1 sẽ có hai chữ liệt dưới này. Tiếp theo các bạn có chữ giảo. Chữ giảo ghép bởi phần bên trái là bộ mịch, phần bên phải là bộ dao, chữ dao. Có thể nhớ theo cách là mịch là chỉ đúng không? Dao là giao lưu. Chỉ này ấy, dùng để giao lưu chứ không phải để siết cổ. Thì giảo này là siết bóp đúng nhỉ? Có nghĩa là như vậy. Âm cương đọc là shibo hoặc là si. Ví dụ trong từ shibo rự là vắt. Shimaru là nghẹn cổ họng. Shime rự là bóp nghẹt, bóp. Ví dụ bóp cổ dùng từ chữ này. Âm ôn đọc là cô, ví dụ cô sát là rào sát, là bóp cổ giết người. Cô sư là rào thủ, là bóp cổ. Về thông tin bổ sung này, chúng ta có cách dùng của động từ shibo rự như sau. Nghĩa đầu tiên nghĩa là vắt. Thao rự, vắt khăn. Jokin là vắt rẻ lau. Ví dụ thao rự shibo te kara hosu là vắt khăn rồi phơi này. Nghĩa thứ hai là vắt nhưng không phải là vắt khăn nữa mà là vắt óc, đúng nhỉ? Vắt ý tưởng. Atama chie, đúng nhỉ? Là vắt óc này, vắt trí tuệ.
idea là ý tưởng nhé. Idea, shibori là vắt ý tưởng. Nghĩa số 3 là tập trung. Ví dụ, shoten là tiêu điểm chẳng hạn. Còn nếu chúng ta dùng vắt sữa hay là vắt cam, vắt chanh, vắt quả ấy, thì chúng ta dùng cái chữ này, chứ không phải là dùng chữ giả này nhé. Và cùng đọc là shibori. Tiếp theo các bạn có chữ đạo. Chữ đạo ghép bởi phần trên là bộ gì nhỉ? Phần trên là chữ thứ, tsugi đúng không? Là tiếp theo, phần dưới là chữ mãnh là cái đĩa. Thì có thể nhớ theo cách đấy là tiếp theo, đúng nhỉ? Tiếp theo tao sẽ lấy cái đĩa. Tên đạo trích nó hét như vậy đúng không? Trên là thứ là tiếp theo, dưới là đĩa. Tiếp theo tao sẽ lấy cái đĩa, tên đạo trích hét lớn. Âm cương đọc là nusu, ví dụ từ nusu mự là trộm, cướp. Âm môn đọc là thô, ví dụ từ go thô là cường đạo, có nghĩa là cướp. Thô yo suru là đạo dụng, là gian lận, tham ô. Thô do cự là đạo tặc. Về thông tin bổ sung, chúng ta sẽ có sự khác nhau một chút giữa cái từ dorobo với lại chữ goto đúng nhỉ? Thì cái chữ dorobo nó mang nghĩa là trộm, nó nghĩa là hành động một cách lén lút, lợi dụng sơ hở của người khác để lấy đồ. Thường thì nó không mang tính chất quá nguy hiểm nhé. Thế nhưng goto thì thường mang nghĩa là cướp, là hành động một cách công khai, táo tợn và dùng nhiều vũ khí, sẵn sàng giết người để đạt mục đích, nguy hiểm hơn nhiều so với lại dorobo đúng nhỉ? Tiếp theo chúng ta có chữ hình. Chữ hình này ghép bởi đây giống cái ghế đúng không nhỉ? Và đây là cái bộ bộ đao. Chữ này không có âm cương thường dụng, âm ôn đọc là k, ví dụ trong từ keji là hình sự, shike tử hình, keho hình pháp nghĩa là luật hình sự, shoke là xử hình, kemusho là hình vụ sở, là nhà tù, nhà ngục. Về phần kanji tương tự, chúng ta sẽ có một số chữ na ná nó như sau. Thứ nhất, đây là chữ hình, cho thêm bộ thổ ở dưới. Chữ này đọc là kata. Kata nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là khuôn đúng không? Này gõ nó ra này. Khuôn, mẫu, loại hình. Thứ hai, đọc là gì nhỉ? Đọc là kê, ví dụ trong từ gì đấy? Mô kê này. Mô hình. Hay là rui kê này. Loại hình. Đấy, đấy là một số cái từ mà đi kèm với cái từ hình này nhá. Thì các bạn lưu ý cái sự khác nhau về gì nhỉ? Về nghĩa của những cái chữ hình này. Học tiếng Nhật thì chúng ta sẽ biết được rõ hơn về tiếng Việt đúng không? Đây là hình trong hình dạng. Âm cương đọc là katachi. Katachi. Nó có trong những từ như là gì nhỉ? Hình thức, keshiki. Đấy. Tiếp theo, các bạn có chữ phạt. Chữ phạt ghép bởi bộ gì nhỉ? Ghép bởi bộ võng ở trên cùng. Ở dưới là bộ ngôn và bộ đao. Chữ này theo có câu chuyện đấy là những người mà phát ngôn đúng không? Phát ngôn này. Khi quân phạm thượng ấy thì sẽ bị trói lại bằng võng, bằng lưới. Đúng nhỉ? Và bị phạt bằng dao nhá. Đấy là cái câu chuyện kanji của chữ phạt này. Tại sao nó lại cấu thành bởi những cái như vậy? Chữ này không có âm cương. Âm ôn đọc là batsu hoặc là bachi. Ví dụ trong từ kebatsu là hình phạt, basuru là phạt, bakin là phạt kim, có nghĩa là tiền phạt, shobatsu là xử phạt. Tiếp theo chúng ta có chữ kỳ. Chữ kỳ này ghép bởi bên tay trái là bộ lễ, đúng nhỉ? Bộ kỳ đúng nhỉ? Xin lỗi, không phải bộ lễ mà là bộ kỳ hoặc bộ thị. Bên phải là bộ gì đấy? Bên phải là bộ cân, là cái rìu. Thì có thể nhớ theo cách là lễ vật. Đây, có thể coi là lễ vật đây này. Lễ vật ấy đặt cạnh cái rìu rồi cầu nguyện. Kỳ này là cầu nguyện nhé. Chữ này, à xin lỗi, chữ này không phải là không có âm cương thường dụng. Đúng nhỉ? Cái này là thông tin bị sai nhé. Chữ này có âm cương là ino, bởi vì ở dưới đang viết đúng không? Ino. Âm cương là ino, ví dụ trong từ inoru là cầu nguyện. O inori là lời cầu nguyện. Âm ôn đọc là ki, ví dụ trong từ kinen không phải là kỷ niệm đúng nhá, mà là kinen đây là kỷ niệm, là lời cầu nguyện, lời khẩn cầu. Kiga là gì nhỉ? Kỳ nguyện là cầu nguyện. Về kanji tương tự chúng ta có một số chữ na ná giống, các bạn nhìn thấy cũng dễ là rất là dễ nhầm lẫn đúng không? Ví dụ đây là chữ chiết ghép bởi bộ gì nhỉ? Ghép bởi bộ thủ là cái tay và cái rìu đây này. Chiết này đọc là gì nhỉ? Đọc là ô trong từ ô đê rự này. Đấy, ô đê rự. Hay là ô rự này, bẻ gãy này. Tha động từ đúng không? Còn ghép âm nó đọc là gì nhỉ? Đọc là xét sự, ví dụ từ cột xét sự chẳng hạn. Cột xét sự là cốt chiết, là gãy xương. Tiếp theo các bạn có chữ này nhá. Chữ này ghép bởi bộ mộc là cái cây và bộ cân là cái rìu. Thì là đọc là chữ là đây là chữ tích trong từ phân tích. Bunseki này.
hoặc trong từ giải tích, đúng nhỉ? Kaiseki. Thì cái chữ tích này chúng ta được học ở phần kanji N1 nhé. Tiếp theo chúng ta có chữ sâm. Chữ sâm ghép bởi bộ nhân đứng với lại mấy cái bộ nó gì à, nó lằng nhằng này thôi. Cái này chúng ta sẽ không cần phân tích ra bộ bởi cũng không tạo ra câu chuyện. Nếu mà tạo ra câu chuyện nó sẽ là bốn cái cấu kiện ghép vào rất là khó nhớ. Chữ sâm này có âm cư là oka, ví dụ từ oka sự là xâm phạm, xâm lược. Âm ôn đọc là xin, ví dụ từ xin đét sư rự là xâm lược này. Xin như sư rự là xâm nhập. Xin gai sư rự là xâm hại. Tương tự giống trong tiếng Việt mình đúng không? Đấy. Các bạn có ba chữ đọc là oka sự, ví dụ đây là oka sự. Đây là chữ phạm này, học của N3 này. Chữ xâm này, học của N2 này và chữ mạo học của N1. Ba chữ này đều cùng đọc là oka sự nhá. Thế nhưng cái chữ này là phạm tội đúng nhỉ? Ví dụ tsumi. Tsumi. Tsumi o oka sự. Phạm tội. Cái chữ này nghĩa là xâm lược một cái nơi nào đấy đúng không? Đấy. Xâm lược một cái nơi nào đấy, ví dụ như là gì nhỉ? Xâm lược nước khác đi. Hoka no kuni o đúng không? Okasu. Đây, đây người ta viết đây này các bạn này, xâm phạm quyền lợi này, xâm phạm cái lãnh thổ này. Đấy. Ryodo đúng không? Xâm phạm lãnh thổ. Và cái đây là gì nhỉ? Mọi người có thể dùng word nhé để đây này người ta ghi cho chúng ta này, đấy, dám làm gì kiken chẳng hạn. Mạo đúng nhỉ? Không ngại nguy hiểm. Đấy là một số cái thông tin bổ sung nhá. Ngoài ra ấy, thì có cái phần kanji tương tự, chúng ta có chữ này là chữ thẩm. Chữ thẩm ghép thay cái bộ nhân đứng này bằng bộ gì nhỉ? Bằng cái bộ bằng bộ thủy thì được chữ thẩm trong từ thẩm thấu. Đấy, nó nghĩa là thấm vào, ngấm vào ấy. Nó đọc là gì tự nhiên quên mất, âm cư yomi rồi. Âm ô đọc là xin, ví dụ từ xin tô đây này, xin tô là chữ thẩm và chữ thấu này, đều đều hai chữ đều là kanji N1. Tiếp theo chúng ta có chữ tài. Chữ tài đây phân tích khá là lằng nhằng đúng không? Đấy, đây là chữ gì, đây là bộ gì, đây đây là bộ bộ thổ đúng không, chư chi này, bên kia là bộ gì nhỉ, dưới cùng là bộ y đúng không, trong từ y hư cự và cái bộ này đúng không nhỉ, bộ này này đây nhá, ngang này, dọc này, phẩy này, đây bộ này là bộ qua giáo mác đó, thì nó ghép vào như vậy. Âm cương chữ này có hai cách đọc, một là saba hoặc là tha, ví dụ trong từ saba cự là phán xét đánh giá, tha trong từ ta sự là cắt may. Âm môn đọc là sai, ví dụ sai ban là tài phán là xét xử, chư sai là trọng tài. Đột cư sai xê độ là độc tài chế độ, nghĩa là chế độ độc tài. Xê sai là chế tài. Về kanji tương tự chúng ta có một số chữ khác gần giống chữ này. Nếu mà thay cái bộ y này bằng bộ mộc cái cây thì được chữ tài trong từ sai bai. Tài bồi nghĩa là trồng đúng nhỉ? Ví dụ trồng trên quy mô lớn ấy, trồng rau ấy. Thay bằng bộ gì đấy? Thay bằng bộ bộ xa bộ xe thì được chữ tải. Trong từ đăng tải âm cư là nô xê rự đúng nhỉ? Đây các bạn thấy này, nô xê rự nhá. Hay trong từ gì à? Trong từ ki sai. Ký và tải này, đúng nhỉ? Đăng tải hay là trong từ kê sai cũng có. Không biết có từ đăng tải không? Thử tô sai xem nhá. Đấy, có đăng tải này, tô sai. Chữ này, đúng nhỉ? Chữ này thay cái bộ dưới này bằng bộ dị, chữ dị đây này. Chữ dị cô tô na rự học ở kanji N1 đúng nhỉ, cô tô na rự hay là trong trong từ gì đấy đọc là y, trong từ gì nhỉ, trong từ hen y chẳng hạn, biến dị này, dị gì nhỉ, y bưng cờ đúng không? Dị văn hóa là cái nền văn hóa khác.
Thì khi mà chúng ta cho cái chữ dị này ở dưới thì được chữ đái. Đái này không mang nghĩa trong tiếng Việt, nghĩa bậy bậy trong tiếng Việt, đúng nhỉ? Mà nó mang nghĩa là nhận hoặc là đội, đọc là itadaku. Itadaku có hai cách dùng này, đấy. Nó giống như là cái chữ chữ đỉnh ấy, itadaku. Còn từ này thì chắc các bạn sẽ quen hơn này, chodai. Đấy, chodai.